Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như bạn mong đợi. Vì vậy trong vòng 11 ngày tới, ba điều này sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc sống của các bạn. Kẻ thù sẽ cố gắng ngăn cản bạn tiếp nhận thông điệp này, nhưng đừng để điều đó xảy ra. Nếu bạn thật sự yêu mến Chúa, tin tưởng vào kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của mình, hãy bấm thích và đăng ký kênh của chúng tôi. Đối với bất kỳ ai có mặt ở đây, các bạn là một người được chọn và thông điệp này chỉ dành riêng cho các bạn. Các bạn có thể nghĩ rằng đây là một lời tiên tri giả mạo khác, nhưng chúng tôi xin tuyên bố nhân danh Chúa Giêsu rằng đây không phải là trò đùa, bạn không thể bỏ qua những lời này. Hôm nay bạn sẽ hiểu tại sao một số điều đã xảy ra trong cuộc sống của các bạn, ngay cả khi các bạn mong đợi điều ngược lại. Và bạn cũng sẽ nhận ra lý do tại sao một số lời tiên tri trong cuộc đời của các bạn đến giờ vẫn chưa thành hiện thực. Quan trọng nhất các bạn sẽ biết về ba điều sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của các bạn. Vì vậy hãy theo dõi trong video ngày hôm nay cho đến cuối cùng và giờ đây hãy lắng nghe. Sự thật của Đức Chúa Trời, đây là những gì Ngài đang truyền đạt đến tất cả những người trung tính của Ngài trên toàn thế giới. Ngài đã phán rằng hỡi các con và hội thánh của Đấng Chết, ta phán cùng các con. Vì một người sẽ đến trong cuộc đời các con khi con sẽ đột nhiên mất đi ba điều quý nhất trong cuộc sống của mình. Những điều này đã tồn tại như những gánh nặng ngăn cản con khỏi sự ban phước trọn vẹn mà ta đã chuẩn bị. Nhưng đừng sợ hãi vì sự loại bỏ những điều này không phải là mất mát mà là một sự chuẩn bị. Ta đang tệ tót định hình và tinh luyện cho các con số phận mà ta đã định sẵn. Thứ nhất, ta sẽ loại bỏ những hy vọng sai lầm. Con đã bám víu vào những giấc mơ, ý tưởng và kỳ vọng không phù hợp với muốn của ta. Những hy vọng sai lầm này có thể trông như là tốt lành hứa hẹn sự viên mãn Nhưng chúng được xây dựng dựa trên sự hiểu biết của con chứ không phải của ta Châm ngôn 19 câu 21 đã chép nhiều kế hoạch ở trong lòng người Nhưng ý muốn của Đức giê hô va sẽ đứng dẫn Hãy tin cậy vào ý định của ta vì ta thấy được từ đầu đến cuối Hy vọng mà con mắc đi hôm nay chỉ là cái bóng của hy vọng sống động mà ta đang xây dựng trong con khi hy vọng sai lầm chết đi, hy vọng đến từ ta sẽ trỗi dậy, vững chắc và không thể lai chuyển, mang lại cho con sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết của con. Con có thể thắc mắc tại sao ta đã cho phép con giữ những điều đó lâu như vậy. Hỡi các con, điều đó không phải để làm hại con, mà đã dạy cho con sự chịu đựng và đức tin. Nhưng giờ đây đã đến lúc phải buông bỏ, ta sẽ loại bỏ những hy vọng sai lầm, để con có thể bước đi với sự sáng suốt, thoát khỏi những cám dỗ, chèo kéo trái tim của con hãy nắm lấy những lời hứa của ta vì chúng là phải và thứ hai ta sẽ loại bỏ một mối quan hệ sai lầm có một người trong cuộc đời của con dường như là trung tâm của hạnh phúc của con một người mà con đã đặt lên bệ cao hoặc dựa vào hơn cả sự tin cậy vào ta nhưng hỡi con của ta ta là một đức chúa trời ghen tượng ta sẽ không chia sẻ vinh quang của ta với ai khác Mối quan hệ này đã lấp đầy một khoảng trống mà chỉ ta mới có thể chiếm lĩnh. Mặc dù lời nói của họ có thể tăng bóc con, nhưng sự hiện diện của họ trong cuộc đời của con không đến từ ta, hãy coi chừng những kẻ sói đội lốt chiên. Điều này có thể khiến các con kinh ngạc vì người đó có thể mang dáng vẻ của sự công chính, nhưng con sẽ thấy rõ ràng theo thời gian rằng ảnh hưởng của họ không bao giờ vì lợi ích của con, mà là vì lợi ích của họ. Ta sẽ cắt đứt mối liên hệ này không phải để trừng phạt con mà để bảo vệ con. Nỗi đau khi mất đi mối quan hệ này sẽ chỉ là tạm thời, nhưng sự tự do mà con nhận được sẽ là vĩnh cửu. Hãy bước đi trong sự dân phục, tin tưởng rằng đường lối của ta cao hơn đường lối của con. Vì những gì ta lấy đi, ta sẽ thay thế bằng điều lớn lao hơn. Thứ ba, ta sẽ loại bỏ sự hỗ trợ giả tạo từ cộng đồng và những nhóm vòng tròn cộng đồng xung quanh con mà con tin rằng họ luôn ủng hộ mình họ đã nói những lời an ủi và đôi lúc mang đến sự khích lệ, nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài ấy là sự thiếu thốn tình yêu chân thật và sự hiệp một. Họ không đứng trong sự đồng thuận với lời của ta, hỡi con, thân thể của đấng chết không phải là nơi dành cho sự đàm tiếu, lừa dối hay là mưu cầu lợi ích cá nhân. Cộng đồng thật sự của những người tin kính phản ánh tấm lòng của ta trong sạch, hy sinh và sống theo lẽ thật. Sự hỗ trợ mà con đã nhận được từ những cộng đồng này đã giữ con trong sự tự mãn. Nó đã khiến cho con phụ thuộc vào sự chấp thận của loài người hơn là thánh linh của ta. Ta sẽ phơ bày ý định của họ và tháo gỡ sự kiểm soát của họ trên cuộc đời của các con. Đừng sợ hãi khi điều này xảy ra, dù con có cảm thấy như bị bỏ rơi, Hãy biết rằng ta đang ở cùng các con, ta sẽ bao quanh các con với những người ta chọn, những người sẽ đồng hành cùng con trong thánh linh và lễ thật tại sao những điều này phải bị loại bỏ vì ta đang kêu gọi con lên một tầm cao hơn ta đang kêu gọi con sống một đời sống phản chiếu sự dinh hiện của ta con đường phía trước rất hẹp những gánh nặng này sẽ chỉ cản bước tiến của các con khi con từ bỏ hy vọng giả tạo con sẽ khám phá ra sự trọn vẹn trong kế hoạch của ta khi con buông bỏ mối quan hệ giả tạo con sẽ bước vào sự thăng mặt thật sự với ta và khi cộng đồng giả dối mờ rằng con sẽ tìm thấy vị trí của mình giữa những người thật sự. Thuộc về ta, đừng sợ điều đang đến vì ta đang nắm quyền kiểm soát. Kẻ thù sẽ thì thầm những lời dối trá khuất phục các con, giữ lại những gì ta đang lấy đi. Nhưng con ơi, hãy tin tưởng nơi ta, ta có những kế hoạch để thịnh dượng, con không phải làm hại con. Những kế hoạch mang đến cho con hy vọng và một tương lai. Jeremy 29 câu 11 những mưu mô, mô của kẻ thù sẽ không thành công vì quyền năng của ta được trọn vẹn trong sự yếu đuối của con khi những điều này biến mất con nên làm gì hãy chạy đến với ta đừng mãi nghĩ về những gì đã mất nhưng hãy nghĩ đến những gì đang được chuẩn bị hãy hướng mắt về chúa giê xu đắng khởi đầu và hoàn tất đức tin của con hãy đặt những gánh nặng của con dưới chân của ta và để thánh linh của ta lấp đầy những phản trống mà những điều ấy để lại hãy mở lòng đón nhận lời của ta vì là ta sẽ dẫn dắt soi sáng con đường cho các con đi đây không phải là sự trừng phạt mà là sự tinh luyện cũng như dàn được tinh chế trong lò lửa con cũng phải trải qua quá trình này để trở thành chiếc bình mà ta đã thiết kế. Ta là thợ gớm, con là đắc xét. Hãy tin tưởng vào đôi tay của ta vì ta đang nhào nặng cho con một mục đích vĩ đại hơn. Những gì con có thể hiểu được, hỡi người được ta chọn, hãy hiểu rằng con không còn đơn độc trên hành trình này trên khắp thế giới ta đang phán cùng một thông điệp với những người trung tính của ta đây là thời điểm của sự chuẩn bị thần thánh một mùa của sự sắp xếp ta đang chuẩn bị sân khấu cho một điều kỳ diệu sự rung chuyển mà con cảm nhận không phải là sự quỷ diệt mà là sự phá tan xiềng xích sự mất mát mà con phải trải qua không phải là sự trừng phạt mà là sự cắt tỉa sự im lặng mà con đang chịu đựng không phải là sự bỏ rơi mà là tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của ta đang gọi con đến gần hơn. Trong 11 ngày tới, khi những điều này bị loại bỏ, hãy chú ý đến các dấu hiệu mà ta sẽ đặt trước mặt của con. Hãy tỉnh thức vì kẻ thù sẽ cố gắng, đeo rắc nghi ngờ và bói rối. Hãy đứng vững trong đức tin của con, mang chọn bộ áo giáp của Đức Chúa Chờ. Hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ và tin cậy vào lời của ta. Những ai kiên trì sẽ có một phần thưởng lớn lao. Những lời hứa của ta là chân thật và ta sẽ không bao giờ làm con thất vọng. Hãy nghiêm túc tiếp nhận thông điệp này. Đừng có những lời của ta chỉ là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên. Con đang nghe được điều này vì ta đã chọn con để nhận lấy. Hãy chia sẻ thông điệp này với những người cần nghe. Vì lời của ta không bao giờ trở về vô ích. Khi con dâng lời, con sẽ thấy kết quả của lời tiên tri này được bày tỏ. Hãy tin cậy dâng lời và nhìn xem những gì ta sẽ làm là Đức Chúa Trời của con và ta sẽ không bao giờ thất bại. Phước hạnh dưới danh của ta và đây là những gì Đức Chúa Trời đang phản dạy nhiều con cái của Ngài và chúng ta có thể cảm nhận rằng một sự thay đổi lớn đang đến gần. Đột nhiên những điều đang hoạt động âm thầm và chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời đang bị phơ bày rõ ràng. Đây là khoảnh khắc thiên liêng khi những người công chính được biệt riêng và kế hoạch của kẻ thù đang sụp đổ. Những ai đứng vững trong đức tin dù dường như mọi thứ chống lại họ sẽ sớm được chứng kiến sự ứng nghiệm những lời hứa của đức chúa chờ chúng tôi tin rằng những người vẫn kiên định trong tình yêu thương đối với chúa những người tin cậy vào thời điểm của ngài ngay cả khi nó dường như vô lý sắp được trải nghiệm sự thay đổi mà họ đã cầu nguyện bấy lâu nay đây không chỉ là một mùa bình thường đây là một sự sắp xếp thần thánh những điều giả dối che mờ cuộc sống của bạn đang bị lột bỏ để nhường chỗ cho những gì chân thật vĩnh cửu và bạc rễ trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người công chính sẽ dương lên mạnh mẽ hơn, được sức giàu nhiều hơn và hoàn toàn sẵn sàng cho những nhiệm vụ phía trước. Vì vậy hãy giữ vững đức tin của bạn bởi Đức Chúa Trời đang hành động một cách mạnh mẽ. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn cùng tham gia với chúng tôi trong một lời cầu nguyện đầy quyền năng với tất cả đức tin. Trong lòng hãy cùng thưa lên lời cầu nguyện này lại Cha Thiên thượng, chúng con đến trước Ngài trong sự kính sợ, về quyền năng sự không ngoan và tình yêu không bao giờ thay đổi của Ngài. Ngài là Alpha và Omega, đáng biết từ đầu đến cuối. Mọi sự hôm nay, Chúa ơi, chúng con dâng tất cả những gì chúng con có cho Ngài, tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của Ngài cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì lời của Ngài đã phán trực tiếp vào lòng của chúng con và nhắc nhở chúng con rằng Ngài đang kiểm soát ngay cả trong những lúc hỗn loạn. Lại Chúa, chúng con thừa nhận rằng có những điều trong cuộc sống, chúng con, những hy vọng giả dối các mối quan hệ và các hệ thống hỗ trợ đã làm chúng con sao nhãn khỏi việc đi trong ý muốn hoàn hảo của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho chúng con, để chúng con buông bỏ những gì Ngài đang loại bỏ điều này. Không dễ dàng, cha ơi, nhưng chúng con tin rằng sự cắt tỉa của Ngài là vì lợi ích của chúng con xin ngài giúp chúng con buông bỏ những điều không thuộc về chúng con và biết rằng ngài sẽ thay thế chúng bằng những điều lớn lao hơn chúng con xin cầu xin sự sáng suốt lại chúa khi ngài phơ bài những điều và những người trong cuộc sống chúng con không phù hợp với mục đích của ngài mở mắt chúng con để thấy sự thật và ban đêm sức mạnh cho lòng chúng con để chấp nhận nó đừng để nỗi sợ hãi nghi ngờ hay là sự bối rối có chỗ trong tâm trí của chúng con vì chúng con biết rằng Ngài không ban cho chúng con tinh thần sợ hãi, nhưng là tinh thần mạnh mẽ yêu thương và có một tâm trí vững vàng. Cha ơi, chúng con tiên xưng rằng chúng con hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Khi những thay đổi này diễn ra trong 11 ngày tới, chúng con cầu xin Ngài ban bình an của Ngài để giữ vững lòng tin và trí của chúng con. Xin bảo vệ chúng con khỏi những kế hoạch của kẻ thù, vì chúng con biết hắn sẽ cố gắng gieo dắt sự chia rẽ, tuyệt vọng nhưng chúng con đứng vững trong lời của Ngài. Vì chúng con biết rằng kế hoạch của Ngài là để ban phước cho chúng con, không phải để hại chúng con, để ban cho chúng con hy vọng và một tương lai đối với những ai đang mệt mỏi, tan dở. Xin lại Chúa, chúng con cầu xin sự hiện diện an ủi của Ngài, bao bọc họ, nhắc nhở họ rằng họ không cô đơn, rằng Ngài đang ở bên cạnh họ từng bước một xin cho mùa này là mùa phục hồi chữa lành và làm mới xin ngài cho họ cảm nhận tình yêu của ngài theo cách mà họ chưa từng trải nghiệm trước đây. Cha ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong thân thể của đấng chết khi ngài loại bỏ sự hỗ trợ cộng đồng giả dối. Chúng con cầu xin ngài dẫn dắt chúng con đến những mối quan hệ thật sự kính sợ Chúa, những mối quan hệ sẽ khích lệ chúng con giữ chúng con trách nhiệm và giúp cho chúng con trưởng thành trong đức tin. Xin bao quanh chúng con với những gì tìm kiếm vinh quang cho danh của ngài và đi trong sự thật của Ngài. Cha ơi, chúng con dâng tất cả sự khen ngợi cho những gì Ngài sắp làm. Chúng con cảm tạ Ngài trước về sự đột phá, sự tự do và những phước lành sắp đến. Xin cho cuộc sống của chúng con trở thành chứng ngôn về sự trung tính của Ngài, một ánh sáng chỉ dẫn người khác đến với Ngài. Xin dùng chúng con, Chúa ơi, để thực hiện những mục đích của Ngài trên đất này và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.